cô cảm ơn Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, về tân giám đốc công an, rồi là các nhà báo chí đã vào cuộc quyết liệt để tìm ra thủ phạm. Từ đấy thì vụ án thì tôi được khôi phục, đã được đền đáp xứng đáng và cảm thấy cái công bằng nó vẫn là thế. Và ngược lại là đúng là cũng là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng là các tổ phóng ma xây dựng chúng ta những tổ hiện, tôi cũng nghĩ trong người như thế. Khi mà các cháu công an nó báo đến cho tôi thì tôi cảm thấy tôi là càng bình tĩnh hơn, bởi vì tôi nghĩ là không thể không khởi tố Đường Nhuệ được. Đấy, lý do là sao? Tất cả những chứng cứ mọi cái đi tôi đã cung cấp đầy đủ ngày hôm qua. Và tôi xác định được là điều này là sẽ thể khẳng định là sẽ khởi tố Đường Nhuệ, chứ không có mặt trái được nữa. Đấy, cho nên là tôi vừa phấn khởi và vừa cái cảm động, và cũng là rất là quý hóa, quý các cháu ngày hôm qua nó làm việc thâm tâm nhiệt tình luôn, làm đêm làm ngày luôn. Đấy, để ra cái kết quả mà khởi tố được nhanh chóng. Nhưng mà đối với tôi thì chỉ mong mọi là Bộ Công an tỉnh, rồi là truyền thông báo chí cố gắng giúp đỡ cho những vụ án kia nó cũng kết thúc nhanh, và để lại cho cái dư luận của nhân dân nó đỡ ồn ào. Nói chung là có ai đi trong một quần chúng nhân dân mới biết là lúc nào cũng có câu chuyện là Đường Nhuệ, đến bây giờ chỉ có câu chuyện Đường Nhuệ mà thôi, không có một câu chuyện gì khác. Đấy là Covid, muốn là Covid, dịch Covid với lại Đường Nhuệ thôi.